Cổ nhân chỉ rõ, năm đặc điểm của người sống có phúc lớn, hậu vận rất sướng. Nếu có một thôi cũng xin chúc mừng. Chào mừng quý khán thính giả đã đến với chuyên mục Lời dạy cổ nhân trên kênh Lắng Động Radio. Quý vị thân mến, nếu bạn là một người có phúc khí lớn thì cuộc sống của bạn có lẽ sẽ luôn gặp may mắn, mọi sự hành thông. Nhưng người có phúc lớn thường sở hữu những đặc điểm nào? Bạn có tò mò không? Nếu có, hãy bình luận số 2 nhé. Vậy đó là những đặc điểm nào? Hãy cùng theo dõi trong video ngày hôm nay. Vì biết đâu, bạn sẽ nhận ra mình đã sở hữu một trong những bí quyết để sống hạnh phúc và viên mãn hơn. 1. Biết đối xử tử tế với người khác. Người mang phúc lớn là người có trái tim rộng lượng, biết khoan dung và sống bằng lòng lương thiện. Trong cuộc sống, không ít người cho rằng hiền lành thì dễ chịu thiệt, thường bị người khác lợi dụng hay lấn át. Họ cho rằng người hiền hậu hay nhân từ sẽ phải đi sau, để lại cơ hội cho những kẻ khôn lanh, nhanh tay chiếm đoạt hết lợi lộc. Cũng dễ hiểu khi những ai chưa thực sự hiểu rõ bản chất của lương thiện và ác độc thường đánh giá theo cách nhìn hời hợt bên ngoài. Nhưng liệu bạn đã từng tự hỏi, đâu mới là tiêu chuẩn thực sự để phân biệt giữa người lương thiện và kẻ ác độc? Có phải chỉ dựa vào những hành động nhất thời, những kết quả vật chất mà họ đạt được trong chốc lát? Câu trả lời không nằm ở những gì bạn có thể nhìn thấy bằng mắt thường, mà nằm sâu trong cách một người đối xử với đời và với người khác. Sự lương thiện không chỉ là biểu hiện ở lời nói hay hành vi trước mắt, mà còn là sự đồng cảm, là lòng biết ơn cuộc sống, biết tha thứ cho lỗi lầm của người khác. Người sống bằng thiện tâm, dù đôi lúc có thể không nhanh nhạy trong việc nắm bắt cơ hội, nhưng họ lại có phúc đức bao bọc. Phúc đức này có thể không xuất hiện ngay lập tức, nhưng nó sẽ âm thầm tích lũy, chờ đến thời điểm thích hợp để mang lại sự an lành và hạnh phúc dài lâu. Ngược lại, những ai sống ích kỷ, tính toán lợi ích cá nhân mà bỏ qua giá trị đạo đức, thì dẫu có thể thành công nhất thời, phúc vận của họ cũng sẽ dần dần tan biến. Người ác, dù có thể bề ngoài hưởng thụ những thành quả tạm bợ, nhưng tai họa vẫn luôn chực chờ. Chẳng phải cuộc đời có cách tự điều chỉnh như một chiếc cân công lý để cân bằng lại mọi thứ hay sao? Kẻ sống ác, dù giàu sang cỡ nào, cũng khó lòng giữ mãi tài lộc và hạnh phúc. Bạn có thấy đúng không ạ? Nếu có, hãy bình luận số 9 nha. Cuộc sống không đòi hỏi chúng ta phải trở thành bậc thánh nhân, cũng không bắt buộc phải luôn luôn hoàn hảo. Chỉ cần ta biết sống đúng với đạo làm người, biết lấy đức để đối nhân xử thế, biết khoan dung với lỗi lầm của người khác, biết tự dung hòa với mọi biến cố trong cuộc đời, là đã đủ để phúc lành tìm đến. Đôi khi chỉ cần một lòng thiện lương, không cần phải vất vả tranh đấu, cái phúc cũng tự nhiên sẽ đến với ta. Cổ nhân đã dạy, phúc vận không phải là thứ có thể tìm kiếm bằng sự khôn lanh, mưu mô, mà là kết quả của cách ta gieo những hạt giống thiện lành mỗi ngày. Gieo thiện thì gặt lành, gieo ác thì gặp họa. Quy luật này chẳng bao giờ thay đổi. Cuối cùng, chỉ có người biết sống có đạo, có đức mới thực sự hưởng trọn phúc đức. Còn kẻ chỉ mưu cầu lợi lộc nhất thời, sớm muộn cũng sẽ phải đối mặt với hậu quả của những việc mình đã làm. Hãy tự hỏi mình, bạn muốn sống một cuộc đời an yên, đầy phúc lành, hay muốn mãi mê chạy theo những toan tính mà quên đi điều cốt lõi nhất của đời người? Phúc đến từ chính cách bạn chọn sống mỗi ngày. 2. Biết đủ đầy. Người xưa thường nói, biết đủ thường vui. Bởi chỉ khi lòng biết đủ, ta mới có thể cười nhẹ nhàng, thanh thản như hoa nở trong nắng sớm. Cho dù cuộc sống có muôn vàn khó khăn, người biết đủ vẫn tìm thấy những niềm vui giản dị và ý nghĩa trong từng khoảnh khắc. Đó là loại hạnh phúc không phải ai cũng có thể nhìn thấy, nhưng lại đông đầy ở phía cuối con đường dành cho người biết trân quý hiện tại. Có câu rằng, lòng tham không đáy chính là gốc rễ của mọi tai họa. Biết đủ mới là cách tích lũy phúc báo. Thực vậy, có mấy ai vì lòng tham mà chẳng phải trả giá?
biết bao người tài hoa từng đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp đã tự mình sa lầy vào vòng xoáy không dứt của dục vọng chỉ vì muốn có nhiều hơn những gì họ đã có. Họ không nhận ra rằng chính lòng tham ấy đã dần dần cướp đi niềm vui, hạnh phúc mà họ từng sở hữu. Cuộc sống vốn dĩ không phải lúc nào cũng chất chứa khổ đau như ta tưởng. Đôi khi, khổ đau chỉ đến từ chính suy nghĩ của chúng ta, từ việc không cảm thấy đủ. Người biết đủ, dù sống trong gian khó, vẫn có thể thấy mọi việc nhẹ nhàng. Bởi họ không để tâm trí chìm đắm trong những so đo, mong cầu vượt ngoài tầm tay. Nhưng người không biết đủ thì khác. Với họ, mọi thứ dường như luôn thiếu thốn, không trọn vẹn. Và vì thế, họ mãi mãi chìm đắm trong nỗi khổ do chính mình tạo ra. Những người này thường hay kể khổ, hay phàn nàn về cuộc sống. Nhưng có khi chính những điều họ gọi là khổ lại là điều vô cùng bình thường trong mắt người biết hài lòng với những gì mình có. Chúng ta không thể tùy tiện phán xét nỗi khổ của người khác, bởi mỗi người có một câu chuyện riêng, một cách nhìn riêng về cuộc đời. Nhưng điều mà ai trong chúng ta cũng có thể làm được là thay đổi góc nhìn và tâm thế trước những gì xảy đến. Khi ta thay đổi cách nhìn, biết hài lòng với những điều giản dị, có thể chính lúc đó ta mới nhận ra rằng hạnh phúc thực ra luôn ở bên cạnh, chỉ là ta chưa từng để ý. Trong cuộc sống, có những người không bàn đến vật chất xa hoa, nhưng tâm họ lại luôn bình an, rạng rỡ. Họ không chạy theo những thứ quá xa vời, mà chỉ đơn giản là tìm thấy niềm vui từ những điều nhỏ bé xung quanh. Trái lại, có những người tuy sở hữu mọi thứ nhưng vẫn thấy thiếu, thấy bất mãn với cuộc sống. Dù giàu có đến đâu, nhưng nếu lòng vẫn chưa đủ, họ sẽ luôn cảm thấy trống trải, thiếu thốn. Lòng tham có thể nuốt chửng tất cả, không chỉ của cải vật chất mà còn cả những giá trị tinh thần quý giá. Nó khiến người ta mãi mãi không thỏa mãn, luôn muốn nhiều hơn, cao hơn, tốt hơn. Nhưng cuối cùng, khi nhìn lại, liệu những gì họ đã đánh đổi có thực sự xứng đáng? Những kẻ mãi mê đuổi theo lòng tham sẽ mất đi niềm vui giản dị, đánh rơi những giá trị sâu sắc mà cuộc sống mang lại. Biết đủ không có nghĩa là từ bỏ sự phấn đấu hay ngừng nỗ lực. Biết đủ là sự cân bằng giữa những gì ta muốn và những gì ta có, là cách để ta trân quý hiện tại mà vẫn hướng về tương lai. Hãy thử hỏi lòng mình, liệu ta đã biết đủ? Liệu ta có thể tìm thấy hạnh phúc từ những điều bình thường xung quanh? Câu trả lời chính là chìa khóa giúp ta sống bình an, hạnh phúc hơn, tích lũy được phúc báo cho đời sau. 3. Không có lòng hẹp hòi hay xét nét. Trong dòng chảy cuộc đời, chắc hẳn không ít lần chúng ta đã rơi vào tình cảnh bị người khác phản đối chỉ vì suy nghĩ khác biệt, hoặc bị phê phán chỉ vì lối sống không giống với số đông. Đôi khi, những bất đồng đó không bắt nguồn từ sai lầm hay xấu xa của bất kỳ ai, mà chỉ đơn giản là sự khác biệt trong cách nhìn nhận thế giới. Hãy thử hình dung một tình huống cụ thể. Trong công ty, có hai nhân viên mới cùng được tuyển dụng. Một người có được vị trí nhờ mối quan hệ quen biết, trong khi người kia là sinh viên vừa tốt nghiệp, mang theo đầy nhiệt huyết và kiến thức mới mẻ. Người đầu tiên, dù có chút ưu thế về quan hệ, lại thường đi làm muộn, ra về sớm. Điều này khiến cô nhân viên lâu năm vốn luôn tuân thủ quy tắc chặt chẽ không khỏi bất mãn. Cô âm thầm than thở với đồng nghiệp: nếu đã nhờ vào quan hệ để vào đây, lẽ ra anh ta phải làm việc chăm chỉ hơn chứ. Còn người sinh viên mới tốt nghiệp với tư duy trẻ trung và kiến thức thực tế lại thường xuyên đưa ra những ý tưởng đổi mới trong các cuộc họp, thậm chí đôi lúc đặt câu hỏi thẳng thắn với trưởng nhóm. Cô nhân viên lâu năm vốn đã quen với môi trường cũ kỹ và nguyên tắc, càng thêm khó chịu. Cô chia sẻ với đồng nghiệp: người mới bây giờ thực sự không còn sự khiêm tốn và tôn trọng những người đi trước. Thời gian trôi qua, cô nhận ra những người đồng nghiệp từng thân thiết bắt đầu xa lánh mình, còn những người mới lại không mấy khi muốn giao tiếp với cô. Cô bắt đầu tự hỏi, liệu có phải vì những người xung quanh thay đổi hay chính bản thân mình đang ngày một thu mình lại trong vòng tròn định kiến? Sự thật là, trên thế giới này, không phải ai hay điều gì cũng sẽ hòa hợp với chúng ta. Nhưng điều đáng suy ngẫm hơn, đôi khi, điều khiến chúng ta khó chịu nhất
không phải là sự khác biệt về quan điểm hay lối sống của người khác, mà là chính lòng dạ chật hẹp, sự ích kỷ, luôn so đo tính toán mọi điều. Thành kiến với người khác chẳng khác nào cái gai nhọn tự đâm vào chính trái tim mình, mỗi ngày một sâu thêm, mỗi lần một đau thêm. Nếu một người có thể buông bỏ định kiến, thay vì nhìn vào lỗi lầm, khuyết điểm của người khác, họ sẽ học được cách nhìn nhận sự việc một cách bao dung hơn. Như người xưa vẫn nói, lấy người làm gương soi cho mình. Sự trưởng thành không nằm ở việc chỉ ra lỗi sai của người khác, mà ở khả năng biến chính những khuyết điểm đó thành bài học quý giá để nhìn lại bản thân. Muốn sống hạnh phúc, trước hết, ta cần học cách buông bỏ thước đo của mình. Hiểu rằng mỗi người đều có thước đo riêng để đánh giá cuộc đời. Người càng trưởng thành, càng học được cách nhìn thấy ánh sáng ẩn sau những khuyết điểm của người khác, biết trân trọng giá trị thật của mọi người xung quanh. Chỉ khi ta mở rộng tầm mắt, thế giới mới trở nên bao la. Và chỉ khi trái tim đủ rộng lớn, ta mới có thể dung nạp được tất cả những điều đẹp đẽ trong cuộc đời. Hãy buông bỏ những nhỏ nhen, so đo để học cách sống nhẹ nhàng, thư thái hơn. Và từ đó hạnh phúc tự nhiên sẽ đến với ta, không còn là thứ ta phải vất vả tìm kiếm nữa. 4. Khiêm nhường thành thật. Trên con đường đời, chúng ta sẽ gặp gỡ muôn vàn kiểu người, từ người thật lòng đến kẻ giả dối, từ người tử tế đến kẻ mưu mô. Nhưng giữa bao nhiêu lẫn lộn ấy, chỉ có người thật sự khiêm tốn mới giữ được bản chất không thay đổi. Họ không phô trương, không ồn ào, và chính sự lặng lẽ ấy đã tạo nên sự sâu sắc và thâm trầm. Trong xã hội hiện đại, nhiều người nghĩ rằng phải vội vàng tiến về phía trước mới là thành công. Nhưng liệu có bao giờ bạn tự hỏi, liệu đi nhanh quá, mình có bỏ sót điều gì quan trọng không? Người thật sự có tài, người có bản lĩnh, không bao giờ cần phải thể hiện bản thân một cách quá mức. Họ hiểu rằng, đôi khi biết lùi một bước không phải là thất bại, mà đó là chiến thuật. Trong cuộc sống, việc chọn lùi một bước không chỉ giúp chúng ta nhìn rõ hơn tình thế, mà còn giúp bản thân tránh xa những rủi ro không cần thiết. Có những lúc, kẻ xông xáo chưa chắc đã là người tài giỏi, còn người lặng lẽ phía sau lại chính là kẻ thấu suốt mọi sự. Bạn có cùng quan điểm như vậy không? Nếu có, hãy bình luận số 6 nha. Sự khiêm nhường không bao giờ là điểm yếu. Ngược lại, nó là dấu hiệu của những con người có chiều sâu. Họ chọn sống giản dị, không cần phô bày tài năng để mọi người thấy, bởi họ biết rằng giá trị thực sự của một con người không nằm ở vẻ ngoài hào nhoáng, mà ở sự tự tại và phúc đức bên trong. Người khiêm tốn dù không nổi bật, nhưng lại luôn tỏa ra một sức mạnh tiềm ẩn, một sự bình thản khó ai có thể lay động. Và chính sự bình thản ấy mang đến cho họ phúc phần lớn nhất. Thế gian này vốn dĩ đầy biến đổi, hôm nay yên ả, ngày mai có thể sóng gió. Chúng ta tranh đấu một lần, thêm vào đời mình nhiều phần rủi ro. Tranh nhiều thì mất nhiều. Có những điều không cần giành giật, bởi biết dừng đúng lúc là cách thông minh nhất để tránh tai họa. Người sống khiêm nhường sẽ ít lời, ít tranh cãi, và từ đó cũng tránh được bao nhiêu hiểm nguy không đáng có. Người xưa thường nói, lùi một bước trời cao biển rộng. Ý chỉ rằng khi ta biết lùi bước, biết nhường nhịn, thì không gian trước mắt sẽ mở rộng ra vô hạn. Trong cuộc sống, không phải điều gì cũng cần tranh đấu để đạt được. Đôi khi, ít đi một chút cạnh tranh, bỏ qua một chút hơn thua, cuộc đời sẽ trở nên an yên hơn rất nhiều. Và điều quan trọng nhất, đó chính là tâm hồn bình yên, không bị những mưu toan, toan tính của cuộc sống cuốn vào. Người khiêm tốn cũng là người biết lắng nghe, biết thấu hiểu người khác. Họ không vội vã kết luận, không nhanh chóng phán xét. Chính sự lặng lẽ và tinh tế ấy khiến họ dễ dàng nhận ra đâu là chân thành, đâu là giả dối. Từ đó biết cách đối nhân xử thế một cách hợp lý. Họ biết rằng đôi khi im lặng là câu trả lời tốt nhất cho những lời công kích vô căn cứ. Họ không bao giờ để bản thân bị cuốn vào vòng xoáy của sự tranh đấu vô nghĩa. Bớt nói một lời, tránh đi một điều phiền phức, chính là cách để bảo toàn phúc đức cho chính mình. Người khiêm tốn không cần phải tìm cách nổi bật giữa đám đông, bởi họ hiểu rằng những gì thuộc về họ cuối cùng sẽ tự nhiên đến.
Phúc vận không phải là thứ chúng ta tranh đấu mà có, mà là kết quả của sự tĩnh tâm, sự từ bi và sự tự tại. Và đó cũng chính là hạnh phúc lớn nhất mà cuộc đời ban tặng cho người sống khiêm nhường. 5. Sống có nguyên tắc. Cuộc sống này, mỗi người đều phải tự mình xây dựng những nguyên tắc sống riêng. Những nguyên tắc không phải để làm cho cuộc sống trở nên khắc nghiệt hay nặng nề, mà chính là chiếc la bàn dẫn lối, giữ cho ta không đi lạc trong biển cả của cám dỗ và buông thả. Bạn thử nghĩ mà xem, đôi khi nghiêm khắc với bản thân một chút, đó không phải là tự làm khó mình, mà chính là cách để rèn luyện và vững vàng hơn trong hành trình sống đầy những thử thách. Nếu không tự thúc ép, liệu ta có đủ sức vượt qua những khó khăn hay không? Mỗi người sinh ra đều có con đường riêng, và ai cũng sẽ tự đặt ra những quy tắc của bản thân. Có người tự nhủ, sống là phải hết mình, không được lùi bước trước thử thách. Có người lại hứa sẽ luôn giữ lòng khiêm tốn, dù có đạt được bao nhiêu thành tựu. Nhưng bạn thử nghĩ mà xem, điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không có nguyên tắc để theo đuổi? Cuộc sống sẽ trôi nổi, vô định, và chúng ta có thể dễ dàng bị cuốn theo những cám dỗ, những sai lầm mà không hề hay biết. Người xưa từng nói, có phúc thì không cần vội vàng, vô phúc thì có gấp cũng vô ích. Bạn thử nghĩ xem, phúc có phải là thứ mà ta có thể cầu xin hay đạt được bằng cách nôn nóng, vội vã không? Phúc thực ra đến từ tâm, từ những gì ta làm và suy nghĩ mỗi ngày. Người có phúc, dù không cần phải toan tính nhiều, thì cũng sẽ được trời ban cho những điều may mắn. Bởi các nhân ắt có thiên tướng. Nhưng bạn có bao giờ tự hỏi, phúc đến từ đâu? Và vì sao đôi khi nó rời đi không? Phúc đến khi tâm ta thiện lương, khi lòng ta ngay thẳng. Và phúc cũng có thể rời bỏ khi lòng ta biến chất, khi ta đánh mất những giá trị cao quý trong chính mình. Bạn thử nghĩ kỹ mà xem, phúc có thể không phải là thứ mà ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng nó hiện hữu trong từng hành động nhỏ bé, từng lời nói thiện lành. Bạn có thấy đúng không? Nếu có, hãy bình luận số 1 nhé. Khi ta sống với lòng bao dung, khi ta giúp đỡ người khác mà không đòi hỏi gì, chính là lúc ta đang gieo mầm cho phúc lành. Và ngược lại, khi ta chỉ biết đến mình, toàn tính và ích kỷ, liệu những gì tốt đẹp có thể tồn tại mãi không? Phúc khí có thể đến và đi nhanh chóng, phụ thuộc vào cách mà ta sống và đối đãi với thế gian này. Cần hiểu rằng, phúc không tự nhiên mà đến. Nó là kết quả của cả một quá trình sống đầy nhân ái và lòng bao dung. Mỗi ngày, ta đều có cơ hội để tích lũy phúc lộc cho mình bằng những việc làm nhỏ bé nhưng chân thành. Phúc đến từ tâm, và khi tâm ta luôn sáng trong, thì phúc cũng sẽ mãi ở lại bên ta. Ngược lại, nếu ta để tâm mình vướng bận những toàn tính vụn vặt, những ích kỷ cá nhân, thì chẳng mấy chốc phúc cũng sẽ rời đi. Vậy nên bạn thử nghĩ mà xem, sống có nguyên tắc có phải là điều làm cuộc sống trở nên gò bó, hay đó chính là cách giúp ta không lạc lối trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc? Đừng vội vã, đừng nôn nóng, bởi phúc đến từ sự bình tĩnh và sự an lạc trong tâm hồn. Khi ta sống với lòng thiện lương, phúc sẽ không bao giờ quay lưng lại với ta. Quý vị thân mến, dân gian ta có câu, đại phúc tại thiên, tiểu phúc tại tạo. Nghĩa là phúc lớn do trời ban, phúc nhỏ do con người tự tạo. Câu nói tưởng chừng đơn giản này lại ẩn chứa một đạo lý sâu sắc về sự kết hợp giữa vận mệnh và nỗ lực của con người. Người xưa khuyến khích ta rằng, để có được phúc trọn vẹn, cần vừa biết thuận theo ý trời, vừa không ngừng cố gắng và siêng năng chăm chỉ. Thực ra, việc hiểu rõ ranh giới giữa cái đã định và cái có thể thay đổi là điều mà mỗi người cần phải thấm nhuần. Cổ nhân tin rằng, tất cả những gì con người trải qua trong cuộc đời, từ thành công đến thất bại, đều đã có một phần được an bài bởi thần linh. Phúc lớn, may mắn to lớn, những thành tựu lớn lao dường như đã được sắp đặt từ trước. Chính vì thế mới có câu, đại phúc tại thiên, ngụ ý rằng những điều vĩ đại mà chúng ta có được, dù muốn dù không, cũng đã nằm trong kế hoạch của tạo hóa. Có những việc, dù con người có nỗ lực đến đâu, vận mệnh cũng đã định đoạt từ trước.
Đây là lý do mà người ta thường nghe câu mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Người có thể tính toán, nhưng thành hay bại là do trời quyết định. Cũng tương tự như thế, người xưa còn nói nhân đích mệnh, thiên chú định, khiếu nhĩ hưởng phúc bất thụ chứng. Mệnh người là do trời định, ai đã được ban phúc thì sẽ hưởng phúc, không phải chịu khổ. Nghe qua thì tưởng như tất cả đã được an bài, con người chẳng thể làm gì để thay đổi số mệnh của mình. Nếu mọi thứ đều đã được định sẵn, liệu chúng ta có còn lý do gì để phấn đấu, để vươn lên, để nỗ lực? Câu trả lời là có, và điều này nằm ở phần tiểu phúc tại tạo. Tiểu phúc, những điều nhỏ nhặt, những may mắn bình dị trong cuộc sống, chính là kết quả của sự chăm chỉ, nỗ lực không ngừng nghỉ của con người. Mặc dù số phận lớn có thể đã được trời định, nhưng trong những việc nhỏ, con người vẫn có quyền tự quyết và thay đổi. Chính trong sự cần cù, cố gắng hàng ngày, những hành động tưởng chừng như đơn giản ấy lại có thể tạo ra phúc nhỏ cho bản thân. Không phải tự nhiên mà người ta nói, có làm thì mới có ăn. Khi ta bỏ ra công sức, khi ta kiên trì với mục tiêu, ta sẽ nhận được thành quả xứng đáng, dù lớn hay nhỏ. Suy cho cùng, vận mệnh không hoàn toàn là cái gì bất biến. Nó vừa mang tính cố định, vừa mở ra những cơ hội cho con người. Phúc lớn có thể đã được định đoạt, nhưng chính những nỗ lực của chúng ta, những cố gắng từng ngày, lại là yếu tố giúp ta hưởng được những phúc nhỏ. Cũng như người nông dân gieo hạt, không phải lúc nào cũng mong đợi mùa màng bội thu. Nhưng khi bỏ công chăm bón, mùa nào cũng sẽ có thu hoạch, ít nhất là đủ ăn. Đó chính là cái đạo lý mà người xưa muốn truyền tải qua câu nói tiểu phúc tại tạo. Điều này còn mang một thông điệp sâu sắc hơn. Dù trong cuộc sống có bao nhiêu thứ đã được định trước, con người vẫn cần phải không ngừng nỗ lực. Chính trong sự lao động, chúng ta không chỉ nhận lại phúc nhỏ, mà còn thấy được ý nghĩa của chính mình trong cuộc sống. Từ đó, lòng ta sẽ an nhiên hơn, không phải gánh chịu áp lực quá lớn từ những điều ngoài tầm kiểm soát. Trong cuộc đời, mỗi người đều có một phần phúc phận nhất định, có thể lớn hoặc nhỏ. Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là phúc phận vốn có, mà là cách mỗi người chăm chỉ, kiên nhẫn chịu khó để vượt qua những thử thách. Bởi lẽ, nếu một người biết nhẫn nhịn, không ngừng nỗ lực, biết chăm chỉ tiến bước từng ngày, trời sẽ không phụ lòng người ấy. Người đó sẽ được nhận về những phần thưởng xứng đáng với công sức bỏ ra. Điều đáng nói hơn nữa là đôi khi, đạo trời còn có thể phá lệ, dành cho họ sự chiếu cố đặc biệt nếu thấy được tinh thần kiên trì không mệt mỏi ấy. Cái hay của lễ trời là ở chỗ, không ai biết trước được thời điểm phần thưởng sẽ đến. Những gì mà một người có thể nhận được, có thể không ngay lập tức hiện ra, nhưng chắc chắn những gì họ bỏ ra sẽ không bị lãng quên. Đôi khi, chúng ta cảm thấy những nỗ lực của mình dường như không có hồi đáp. Nhưng trong cái nhìn sâu sắc và rộng lớn của cuộc đời, mọi sự cố gắng đều được ghi nhận. Có những phần thưởng đến sớm khiến người ta hài lòng, nhưng cũng có những phần thưởng đến muộn, đôi khi sau nhiều năm khiến người nhận phải kinh ngạc, bất ngờ. Chính điều này tạo nên sự bí ẩn và kỳ diệu của đạo trời, khiến con người càng thêm suy ngẫm và trân trọng những nỗ lực của chính mình. Có câu, đại phúc tại thiên, tiểu phúc tại tạo. Ý nói rằng phúc lớn là do trời ban, nhưng phúc nhỏ là do chúng ta tự tạo dựng. Đây chính là phương thuốc tâm linh quý giá mà cổ nhân đã để lại cho đời sau. Nếu hiểu được rằng sự nỗ lực không bao giờ uổng phí, mỗi người sẽ biết thuận theo tự nhiên mà sống, không còn quá lo âu hay ganh tị với phúc phận của người khác. Họ sẽ biết chấp nhận những gì mình đang có, không đòi hỏi quá nhiều, không so đo từng chút với người đời. Nhưng đồng thời, điều này cũng không có nghĩa là con người nên cam chịu số phận một cách thụ động. Trái lại, những ai hiểu đạo lý này sẽ không ngừng vươn lên, luôn phấn đấu để hoàn thiện bản thân, nhưng với một tâm thế bình thản và cân bằng. Sự bình thản này không phải là dấu hiệu của sự thỏa mãn với những gì đã đạt được, mà là một trạng thái tinh thần của sự tự tin. Biết rõ rằng mọi nỗ lực đều sẽ có hồi đáp, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Người ta không còn quá cực đoan trong suy nghĩ, không bị cuốn vào vòng xoáy của sự tranh đua vô nghĩa, mà sống an nhiên,
biết tận hưởng từng khoảnh khắc trong hành trình cuộc đời. Đạo trời có thể ban phúc cho những người cần cù, nhưng cũng không bỏ qua những ai biết sống bình thản, hiểu rõ chính mình và không ngừng cố gắng. Quả thật, trí tuệ truyền thống của cổ nhân là một kho báu vô giá. Những lời dạy từ ngàn xưa không chỉ là những câu nói trừu tượng, mà ẩn chứa những triết lý sâu sắc về cách sống, cách đối nhân xử thế. Nếu mỗi người biết học hỏi và áp dụng những điều này vào cuộc sống, tâm hồn sẽ nhẹ nhàng hơn, cuộc đời sẽ bớt đi những phiền muộn không đáng có. Trời không phụ lòng người cần mẫn, cũng như người sống thiện lương, chăm chỉ sẽ luôn nhận được phần thưởng xứng đáng từ cuộc đời. Còn nếu con người cứ mãi làm tiêu hao đi phúc báo của mình, thì cuối cùng sẽ chỉ toàn gặp rắc rối. Sau đây là ba việc làm dễ phạm nghiệp nặng, làm hao tổn phúc khí, ai cũng cần tránh xa. 1. Người gặp chuyện là oán trời trách đất. Đời người như dòng sông chảy, có đến 8-9 phần là những điều không như ý muốn. Bạn thử nghĩ mà xem, nếu mỗi khi gặp phải chuyện rắc rối, ta chỉ biết đổ lỗi cho hoàn cảnh, oán trời trách đất, thì đời sẽ mãi chỉ là một vòng luẩn quẩn. Cảm giác bất mãn và tuyệt vọng sẽ trở thành bạn đồng hành, khiến ta không bao giờ nhận thấy được ánh sáng của sự hiểu biết và trưởng thành. Hãy thử tưởng tượng, nếu mỗi lần vấp ngã, ta dừng lại để tự vấn. Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình? Mình có thể học được gì từ nó? Thay vì tìm kiếm kẻ thù bên ngoài, ta nên tìm kiếm bản thân. Những thất bại, những nỗi buồn không chỉ là những cú sốc mà còn là những bài học quý giá, mở ra những cánh cửa mới cho tâm hồn. Con người thường có xu hướng nhìn nhận cuộc sống như một cuộc chiến với những thế lực bên ngoài. Nhưng thực ra, cuộc chiến lớn nhất chính là cuộc chiến bên trong chính chúng ta. Khi ta biết chấp nhận những điều không thể thay đổi, biết biến đau thương thành sức mạnh, thì mỗi khó khăn sẽ trở thành một viên gạch xây dựng nên bản lĩnh của chúng ta. Chỉ khi nào ta mở lòng đón nhận, tìm kiếm và lãnh ngộ được ý nghĩa sâu xa của cuộc sống, thì mới có thể nhìn thấy ánh sáng le lói ở cuối con đường. Sự trưởng thành không đến từ những điều thuận lợi, mà từ những vấp ngã, những chông chênh mà ta từng trải qua. Cuộc sống thực ra chính là một hành trình để khám phá chính mình, để hiểu rằng trong những lúc khó khăn nhất, ta lại có thể tìm thấy sức mạnh lớn lao nhất từ chính trái tim mình. 2. Người nói lời quá cay nghiệt, chùa ngoa. Trong cuộc sống, lời nói có sức mạnh vô cùng lớn lao. Nó có thể là vũ khí sắc bén khiến trái tim người khác đau đớn, hoặc là chiếc cầu nói giúp tâm hồn người ta gần gũi hơn. Vì vậy, hãy cẩn trọng trong từng câu chữ mà ta thốt ra. Đừng bao giờ quên rằng, những lời nặng nề, dù chỉ là vô tình, có thể tạo nên những vết thương khó lành trong lòng người khác. Hãy chừa cho họ một lối thoát, một con đường để tìm lại sự bình yên trong tâm hồn. Người xưa có câu, khẩu nghiệp là điều mà nhiều người phải gánh chịu, bởi không ai có thể sống hạnh phúc nếu luôn mang theo những lời nói cay độc. Một lời nói không suy nghĩ có thể tạo ra sóng gió không chỉ cho bản thân mà còn cho những người xung quanh. Khi ta không chú ý đến khẩu đức, chính là ta đang gieo mầm cho những nghiệp chướng, những điều không may sẽ ập đến mà không ai có thể ngờ tới. Thử tưởng tượng, nếu mỗi người trong chúng ta đều biết kiềm chế và chọn lựa những lời nói nhẹ nhàng, dịu dàng, thì cuộc sống này sẽ trở nên êm đềm biết bao. Một câu chào hỏi, một lời động viên có thể là liều thuốc tinh thần, chữa lành những vết thương vô hình mà ta không thấy. Ngược lại, một câu nói thiếu suy nghĩ có thể đẩy người khác vào sự tuyệt vọng. Vậy nên, hãy luôn rèn luyện bản thân để trở thành một người biết lắng nghe và thấu hiểu. Khi ta biết dừng lại, suy ngẫm trước khi nói, ta không chỉ bảo vệ được chính mình mà còn mang đến sự bình an cho người khác. Phúc đức trong cuộc đời được xây dựng từ những hành động nhỏ nhặt, từ những lời nói ân cần, từ lòng nhân ái mà ta dành cho nhau. Hãy nhớ rằng, mỗi lời nói đều có giá trị của nó, và trong từng lời nói ấy, ta gửi gắm không chỉ là ý nghĩa mà còn là tình cảm chân thành. Cuộc đời sẽ trở nên tươi đẹp hơn khi mỗi người đều ý thức được sức mạnh của lời nói và biết dùng nó để lan tỏa yêu thương thay vì hận thù. Hãy sống sao cho mỗi câu chữ trở thành nhịp cầu kết nối, chứ không phải là những bức tường ngăn cách.
3. Người ăn nói tùy tiện. Trong kho tàng triết lý của ông cha ta, có một câu cổ ngữ sâu sắc: bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Những lời nói tưởng chừng đơn giản, nhưng chứa đựng sự thật đầy nhức nhối. Cuộc sống thường đưa đến những tình huống khiến chúng ta dễ dàng đưa ra những phán xét vội vã. Nhưng liệu rằng chúng ta có thực sự hiểu rõ bản chất của vấn đề? Hãy dừng lại một chút, cho tâm hồn mình tĩnh lặng trước khi thốt ra bất kỳ lời nào. Những lời nói có thể như mũi dao sắc bén, dễ dàng đâm thấu trái tim người khác mà không cần biết đến hậu quả. Đừng để sự nóng vội, sự tức giận hay nỗi lo lắng nhất thời khiến bạn làm tổn thương người khác. Vì đôi khi, lời nói mang nặng ý nghĩa hơn cả hành động. Nó có thể là sợi dây kết nối, nhưng cũng có thể là bức tường ngăn cách giữa hai tâm hồn. Hãy nhớ rằng, mỗi con người đều có câu chuyện riêng. Những nỗi đau và niềm vui mà ta không thể nhìn thấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khi chúng ta buông lời, hãy nghĩ đến những điều có thể chạm đến trái tim họ. Và hơn hết, hãy hỏi bản thân, liệu lời nói của mình có mang lại sự an lành hay chỉ làm gia tăng nỗi khổ đau? Hãy để mỗi lời bạn nói trở thành nhịp cầu, nối liền những tâm hồn, thay vì biến thành rào cản, tách biệt chúng ta. Cuộc đời này không chỉ là những phán xét, mà là sự thấu hiểu và chia sẻ. Chỉ khi ta biết lắng nghe và suy ngẫm trước khi nói, ta mới có thể làm cho cuộc sống trở nên đẹp đẽ hơn, không chỉ cho bản thân mà còn cho mọi người xung quanh. Tiết lộ sự thật về 6 sư thầy trung thành nhất với sư Minh Tuệ. Ai nghe cũng phải rùng mình kinh hãi. Chào mừng bạn đã đến với kênh Lắng Động Radio. Quý vị thân mến, sư Minh Tuệ là một nhà sư đã khôi phục hình ảnh của tăng đoàn Đức Phật từ thuở xưa. Mỗi bước chân khất thực của Ngài đều thu hút đông đảo người dân cùng nhiều vị sư thầy khác đến bên cạnh để ủng hộ quá trình tu hành của ông. Đây là một nhân duyên hiếm có trong đời, giúp chúng ta cảm nhận rõ nét và sâu sắc hơn vẻ đẹp và sự vĩ đại của Phật giáo. Nhờ vào hình ảnh đầy cảm hứng này, chúng ta có cơ hội nhìn nhận một cách toàn diện về giá trị tinh thần mà Phật giáo mang lại. Trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau điểm lại 6 vị sư thầy đã gắn bó chặt chẽ với sư Minh Tuệ để hiểu rõ hơn về hành trình và ảnh hưởng sâu rộng của Ngài trong cộng đồng Phật giáo, quý vị nhé! Thứ nhất, sư Như Ngộ. Mặc dù đến sau sư Minh Duẩn và Minh Trí, nhưng sư Như Ngộ lại nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo người theo dõi. Nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi nhận xét rằng vẻ ngoài của thầy không kém cạnh các minh tinh nổi tiếng. Đặc biệt, khi lướt qua những bức ảnh cũ của thầy, trước khi thầy bước vào con đường tu hành, ai cũng phải thừa nhận sự lôi cuốn của thầy. Bạn có thấy như vậy không ạ? Nếu có, hãy bình luận số 5 nhé! Tìm hiểu thêm về thầy, người ta mới biết rằng sư Như Ngộ đã có một khoảng thời gian 7 năm lao động tại Nhật Bản. Số tiền kiếm được trong suốt thời gian đó hoàn toàn đủ để sống một cuộc đời an yên. Thế nhưng thầy đã từ bỏ tất cả để theo đuổi tâm nguyện cao cả của mình. Không chỉ bởi vẻ ngoài điển trai mà sư Như Ngộ còn tỏa ra sự chân thành và giản dị, một nét đáng tin cậy của một vị khất sĩ đáng kính. Khi đồng hành với sư Minh Tuệ, người ta không chỉ thấy được ý chí kiên cường và tinh thần không ngừng nghỉ của thầy, mà còn cảm nhận được sự nghiêm túc trong việc giữ gìn giới luật. Thầy Như Ngộ, tên tục là Sơn, sinh năm 1994, thuộc tuổi Giáp Tuất và mệnh Hỏa, lớn lên trong một gia đình khá giả với 3 anh chị em. Hai chị của thầy, chị Vá và chị Dân đã lập gia đình. Thầy Như Ngộ còn được cộng đồng mạng gọi là Anan, là hậu duệ của dòng dõi hoàng tộc, là con trai của người chú ruột của Thái tử Tất Đạt Đa, tức là em họ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mặc dù là thị giả cận kề bên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hàng ngày, tôn giả Anan chỉ đạt được quả A-La-Hán sau khi Đức Phật đã nhập Niết Bàn. Ai đã xem bộ phim về cuộc đời Đức Phật đều thấy Ngài Anan khóc suốt từ đầu đến lúc Đức Phật nhập Niết Bàn. Và khi vị đồng tu ra đi, Ngài lại khóc rất nhiều. Tương tự,
Khi nghe tin Sư Minh Thiện ra đi, thầy Như Ngộ cũng không kìm nén được nỗi đau, khóc rất nhiều. Ở nhà, thầy Như Ngộ được mọi người nhận xét là người sống rất tình cảm, nhẹ nhàng, khiêm nhường và đầy từ bi. Thầy Như Ngộ, một người có duyên sâu nặng với Phật Pháp, đã chọn con đường tu hành, không phải vì những biến cố lớn hay nỗi đau tình cảm như những đồn đoán trên mạng xã hội. Thực ra, thầy đã từ lâu không còn vấn vương ai nữa. Sự ra đi của thầy để tìm về con đường Phật Đạo đã bắt đầu từ hơn 5 năm trước. Trước khi quyết định trở thành người tu hành, thầy Như Ngộ đã từng lao động ở nước ngoài. Sau khi trở về Việt Nam, thầy quy y Tam Bảo và bắt đầu tu tập tại tu viện Chân Như ở Tây Ninh, dưới sự hướng dẫn của trưởng lão Thích Thông Lạc. Mặc dù sức khỏe của thầy yếu và đang phải chống chọi với căn bệnh đau bao tử, thầy vẫn tiếp tục hành trình của mình. Khi thầy biết đến thầy Minh Tuệ và bộ hành qua Thanh Hóa, thầy quyết định cắt tóc xuất gia và nhập tăng đoàn theo thầy Minh Tuệ vào ngày 24 tháng 5 năm 2024. Dù phải nằm viện và nghỉ ngơi nhiều ngày do bệnh tật, nhưng thầy Như Ngộ không ngừng cảm thấy sự thôi thúc từ bên trong, như một lực lượng vô hình thúc đẩy thầy tiếp tục hành trình. Thầy chia sẻ rằng, mỗi khi nằm xuống, thầy thấy mình như đang bước đi trên con đường khất thực. Dù đau đớn và khó chịu, nhưng thầy vẫn kiên định. Vào chiều ngày 21 tháng 5, thầy lại tiếp tục hành trình cùng tăng đoàn. Điều đó làm mọi người cảm phục trước ý chí và quyết tâm của thầy. Thầy Như Ngộ tâm sự rằng, nếu đổi cái thân này để đạt được cái không sinh, không diệt và niết bàn, thầy sẵn sàng chấp nhận. Thầy không còn sợ cái chết nữa. Thầy nguyện theo thầy Minh Tuệ suốt đời, đi đến đâu cũng được. Thầy nhận thức rằng đau đớn của thân xác này không phải là của mình, vì thầy không thể giữ được nó. Mỗi lần đau bao tử hành hạ, thầy lại chiêm nghiệm rằng thân này chỉ là kết quả của nhân quả, không phải của chính mình. Chính sự nhận thức ấy đã giúp thầy giảm bớt đau đớn nhiều hơn. Thứ hai, sự vô sanh. Nhiều người tin rằng sự vô sanh là đệ tử duy nhất của thầy Minh Tuệ. Tuy nhiên, thầy Minh Tuệ chưa từng xác nhận điều này. Thầy luôn khiêm tốn tự xưng mình là con và cho rằng bản thân chưa đạt đến mức có thể làm thầy hay sư phụ của bất kỳ ai. Trước khi xuất gia, sư vô sanh từng là công an và chính sư cũng đã chia sẻ rằng em đã rời ngành được 5 năm rồi. Nhiều đại sư khác cũng xác nhận rằng pháp danh vô sanh do chính thầy Minh Tuệ ban cho. Những chi tiết này đã khiến sư vô sanh nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Sư vô sanh, tục danh Lê Ngọc Duy, sinh ra và lớn lên tại Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Sư là cháu đích tôn trong gia đình, sinh năm 1994, tuổi Giáp Tuất, mệnh hỏa, cụ thể là sơn đầu hỏa, nghĩa là ngọn lửa sáng rực trên đỉnh núi, tỏa sáng khắp đất trời. Những người tuổi Giáp Tuất thường mang trong mình sự nhiệt huyết, sống hết mình vì đam mê, chờ đợi một ngày tỏa sáng. Năm nay, sư vô sanh tròn 30 tuổi. Trước đây, sư từng tham gia nghĩa vụ công an khóa 2017 tại Tổng cục 8, làm cán bộ trại giam. Đến năm 2020, sư xuất ngũ và chia sẻ rằng pháp danh vô sanh được thầy Minh Tuệ ban cho khi sư ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Pháp danh này mang ý nghĩa vô sanh pháp nhẫn, một quả vị Bồ Tát. Đặc biệt, chiếc ba lô màu xanh mà sư mang theo là của thầy Minh Tuệ, một kỷ vật mà thầy để lại tại chùa khi quyết định xuất gia. Khi sư vô sanh đi theo thầy Minh Tuệ, thầy Tánh đã trao lại chiếc ba lô này cho sư. Thầy vô sanh là người đầu tiên đồng hành cùng thầy Minh Tuệ khi thầy thực hiện cuộc bộ hành lần thứ tư từ Nam ra Bắc. Ngày 15 tháng 3 năm 2024, nhằm ngày mùng 6 tháng 2 âm lịch, tại Kỳ Anh, Hà Tĩnh, thầy vô sanh đã gặp thầy Minh Tuệ. Ban đầu, thầy vô sanh theo thầy Minh Tuệ với mục đích quay video để đăng lên TikTok. Thầy chia sẻ rằng, việc tạo kênh TikTok của mình không phải vì tiền bạc hay danh tiếng, mà chỉ muốn lan tỏa Phật Pháp đến nhiều người hơn. Nhờ những video của thầy, và sau này có thêm Song Ngư, mà thầy Minh Tuệ càng được nhiều người biết đến. Bạn có thấy như vậy không? Nếu có, hãy bình luận số 1 nhé! Thầy vô sanh từng tâm sự rằng, mình muốn khép lại hành trình này, chỉ chú trọng vào bản thân và thầy Minh Tuệ,
không quan tâm đến những điều bên ngoài. Thầy cũng đính chính rằng mình là mình, còn Song Ngư là Song Ngư, hai người hoàn toàn khác nhau, không liên quan đến nhau. Chúng tôi chỉ đơn thuần là những người quen biết, cùng học tập trong chuyến hành trình này. Khi thầy và tôi đến Tam Điệp, Ninh Bình, chúng tôi gặp bạn Song Ngư. Sau đó khi đi đến Thái Nguyên, chúng tôi gặp Đức Tiến, tức thầy Minh Tạng. Vào ngày mùng 6 tháng 4, đến km số 33 thì Minh Trí mới xuất hiện. Sau khi vòng qua Hòa Bình rồi trở lại Ninh Bình, thầy Chân Trí cũng dần xuất hiện. Và rồi từng người một cũng lần lượt xuất hiện theo. Vì vậy, những gì tôi học hỏi được, xin đừng so sánh hay gán ghép tôi với bất kỳ ai. Từ đây tôi sẽ quay lại với cuộc sống thường nhật. Hữu duyên, biết đâu sau này mọi người lại thấy tôi với chiếc y, một bát, thì xin hãy hoan hỷ bố thí cho tôi một chút cơm chay, coi đó như một duyên lành. Đừng đi tìm ai khác, hãy tìm chính mình. Lấy giới luật làm thầy, làm nơi nương tựa để sống đúng đắn. Mình trở về để ổn định lại cuộc sống gia đình, như bao người thầy khác đã từng đi theo thầy Minh Tuệ. Tuy nhiên, thầy Vô Sanh không đắp y ngay lập tức, mà mãi đến ngày 28 tháng 5 mới phát nguyện đắp y trong 5 ngày rồi sẽ về nhà. Đến sáng ngày mùng 2, thầy Vô Sanh trở về quê Hà Tĩnh. Sau sự kiện vào ngày mùng 2 và ngày mùng 3, thầy không có mặt tại đó. Thầy Vô Sanh đã chia sẻ trên livestream rằng, sau khi đắp y trở về, thầy dự định cưới vợ rồi đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc. Bạn gái của thầy cũng là một Phật tử của chùa Ba Vàng. Khi biết tin thầy Minh Tuệ đã đi khất thực ở Gia Lai, thầy Vô Sanh cũng tìm đến Gia Lai, nhưng không gặp được thầy vì thầy Minh Tuệ đã ẩn tu một lần nữa. Vào sáng ngày 13, thầy Vô Sanh mới đến nơi, nhưng đã gần trưa. Thầy Vô Sanh chia sẻ thêm rằng, thầy là một trong những người đầu tiên đồng hành cùng thầy Minh Tuệ trong chuyến hành trình này, nhưng thầy cảm thấy hổ thẹn vì không thể xuất gia như ý nguyện. Dù thầy đã xin xuất gia đình thầy không đồng ý vì thầy là con trai duy nhất và là cháu đích tôn. Trước khi đắp y gieo duyên, mọi chuyện vẫn bình thường. Nhưng sau khi đắp y, nhiều khó khăn bắt đầu đến với thầy Vô Sanh. Đây cũng là thử thách nghiệp duyên mà thầy phải đối mặt. Thầy Vô Sanh rất kiên nhẫn và thời gian sẽ trả lời cho tất cả chúng ta. Thứ ba, sự chân trí. Dù ít người biết đến, nhưng khi đi theo đoàn của thầy Minh Tuệ, sự chân trí là một trong những người lo lắng và tích cực nhất trong việc tìm kiếm thầy. Qua cách nói chuyện điềm đạm và chân thành của sư, người ta có thể cảm nhận được lòng từ bi và sự rộng lượng sâu thẳm từ tâm hồn của sư. Nhiều người bình luận rằng sư Chân Trí từng phục vụ trong ngành công an, nhưng không rõ thực hư thế nào. Dù thuộc ngành nghề nào, chỉ cần có lý tưởng tu hành cao đẹp và ý chí kiên định, sư vẫn có thể theo thầy Minh Tuệ, không nhất thiết phải xuất phát từ một nền tảng cụ thể. Sư Chân Trí, tên tục là Toàn, sinh ra và lớn lên ở Thạch Hà, Hà Tĩnh, cùng quê với thầy Minh Tuệ ở xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Năm nay sư 26 tuổi, sinh năm 1998, thuộc tuổi Mậu Dần và mệnh Thổ. Cụ thể là thành đầu Thổ, tức là đất trên thành. Sư Chân Trí từng học Đại học Cảnh sát Nhân dân và đã có 2 năm công tác trong ngành công an. Nói chung, sư có tổng cộng 6 năm làm việc trong ngành công an. Nhiều người nhận xét rằng, khi còn làm công an ở phường Linh Tây, thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh, sư rất tốt bụng và sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Ai xin giấy tờ gì, sư cũng nhiệt tình hỗ trợ. Tuy nhiên, sau khi ăn chay trường và tiếp xúc với Phật Pháp hơn 4 năm, sư cảm thấy công việc trong ngành công an không còn phù hợp nữa. Vì vậy, sư quyết định tìm hiểu sâu hơn về Đạo Phật và đã xin xuất ngũ. Sư Chân Trí biết đến thầy Minh Tuệ hơn 1 năm nay và đã theo thầy từ lúc thầy về đến Thanh Hóa. Sư tâm sự rằng, hiện tại, sư đã phát nguyện gieo duyên đi bộ hành tu tập để củng cố tâm lý và rèn luyện bản thân. Dù không biết mình sẽ có thể tiếp tục trong bao lâu, sư vẫn quyết tâm trên con đường này với lòng kiên trì và chân thành. Bạn có thấy mấy ai dám từ bỏ như thầy không ạ? Nếu không, hãy bình luận số 5 dưới video nhé! Nếu còn có thể đi, thầy sẽ luôn theo đuổi con đường tu tập khổ hạnh này, bởi thầy nhận thấy sự cao quý và vẻ đẹp thuần khiết của nó. Thầy Chân Trí đã học cách mai y từ thầy Minh Tuệ,
Nhờ vậy những đường kim mũi chỉ của thầy Chân Trí rất tinh xảo và khéo léo. Sau sự cố vào đêm mùng 2, sáng mùng 3, khi thầy Minh Tuệ dừng bộ hành, tăng đoàn bị phân tán. Nhiều thầy đã trở về địa phương nơi mình cư trú. Nhưng thầy Chân Trí vẫn kiên định, không ngừng nỗ lực trên con đường tu tập mà mình đã chọn. Hiện nay, thầy đang ở Bình Định và nhiều người thực sự vui mừng cho thầy bởi thầy đã tìm thấy lý tưởng sống và bước đi vững chắc trên con đường mình đã chọn. Cũng có một số người nhầm lẫn giữa thầy Chân Trí và thầy Minh Chí, nhưng điều đó không làm thay đổi sự chân thành và quyết tâm của thầy trên con đường tu tập này. Thứ tư, Sư Minh Tạng. Trước tiên, về thâm niên tu tập, thầy Minh Tạng đã bắt đầu con đường tu hành từ rất sớm và sớm được phong danh Đại Đức Thích Minh Tạng. Về tinh thần và ý chí quyết tâm, sau khi xem các video của thầy Minh Tuệ trên kênh YouTube của Nhân Gà Vlog, thầy Minh Tạng không ngần ngại vượt qua hàng ngàn cây số từ Côn Tùng đến tận Hà Giang để thăm và đồng hành cùng thầy Minh Tuệ. Thời điểm đó, thầy Minh Tuệ chưa có đông đảo các sư thầy và các YouTuber như sau này. Điều này cho thấy thầy Minh Tạng đến với thầy Minh Tuệ bằng sự chân thành và ngưỡng mộ, không phải vì danh tiếng hay sự nổi bật. Sư Minh Tuệ đã tìm thấy hạnh phúc khi có một người bạn đồng hành như thầy Minh Tạng, người sánh bước bên thầy trên những nẻo đường vạn dặm. Những nụ cười và các cuộc trò chuyện về giáo lý Phật Pháp, cách tu hành đã khiến quãng đường từ Bắc vào Nam như ngắn lại. Dù khi nghỉ ngơi, thọ thực hay ngồi thiền, hai thầy vẫn luôn ngồi cạnh nhau, chia sẻ và đồng hành cùng nhau trong suốt hành trình. Hiện tại, thầy Minh Tạng vẫn tiếp tục cuộc hành trình của mình để tìm kiếm thầy Minh Tuệ. Gần đây, một đoạn ghi âm từ thầy Minh Tuệ đã gửi lời nhắn nhủ chân thành đến thầy Minh Tạng, khuyên thầy hãy giữ vững con đường tu tập và theo đuổi con đường thiện hạnh. Thầy Minh Tuệ cũng nhấn mạnh rằng, dù chưa bao giờ chính thức nhận ai làm đệ tử hay yêu cầu ai theo mình, nhưng sự yêu mến và quan tâm của thầy đối với các sư nhỏ luôn hiện rõ trong từng suy nghĩ và hành động của thầy. Đến nay, thầy Minh Tuệ vẫn âm thầm dõi theo và mong mỏi các huynh đệ Phật tử, đặc biệt là thầy Minh Tạng, giữ vững giới luật và kiên định trên con đường tu tập, sớm đạt được thành tựu. Đoạn ghi âm này không chỉ là một tài liệu quý báu, mà còn là minh chứng sống động cho tình cảm sâu sắc và sự quan tâm của thầy Minh Tuệ dành cho các sư nhỏ, trong đó có thầy Minh Tạng. Những lời dạy của thầy không chỉ chạm đến trái tim, mà còn gợi lên sự ngưỡng mộ và cảm xúc đặc biệt về mối quan hệ thầy trò giữa họ. Trong đoạn ghi âm, thầy Minh Tuệ chia sẻ những lời chân thành. Thầy Minh Tạng giờ không biết đi đâu nữa, nhưng thầy khuyên ông ấy giữ giới, hành bát trai giới, sống như một cư sĩ. Nếu gặp thầy Minh Tạng thì nên trì giới. Đã lâu rồi con không gặp thầy, chỉ khi đủ duyên mới có thể gặp lại. Họ cũng nói về việc tu hành, bố thí, giữ giới, tu thiền và phát tâm vô thượng chánh đẳng giác. Đừng bỏ cuộc, đừng hối tiếc hay hối hận, vì nghiệp quả rất nặng. Đừng đùa giỡn với Phật Pháp. Tuệ cũng khuyên huynh đệ hãy chăm lo, đảnh lễ và lạy Phật, đi theo con đường của Đức Thế Tôn để được hạnh phúc và hòa bình. Giờ đây, nhìn thế này, có thể cảm nhận sự khổ đau khi đọa vào địa ngục, nơi không thể thoát khỏi. Khổ lắm, bê bết muôn đời không ai cứu được. Khi đoạn ghi âm này xuất hiện, nó nhanh chóng thu hút sự quan tâm đông đảo của cư dân mạng. Mọi người đều cảm thấy hạnh phúc và vui sướng trước những lời nhắn nhủ đơn giản nhưng đầy ý nghĩa của thầy Minh Tuệ. Những lời dạy khiêm nhường ấy không chỉ là nguồn động viên mà còn là bài học sâu sắc về cuộc sống và con đường tu hành. Dưới đây là một số bình luận từ cộng đồng mạng về đoạn ghi âm của thầy Minh Tuệ. Những lời từ thầy thật tuyệt vời, khiến con dâng lên lòng kính trọng sâu sắc. Thầy Minh Tuệ được yêu thương vô bờ bến và con cầu chúc thầy sức khỏe dồi dào. Nam mô A Di Đà Phật. Khi nghe đoạn ghi âm, nước mắt con đã rơi. Chỉ mong sao thầy Minh Tuệ, thầy Minh Tạng và các vị sư khác có thể đoàn tụ trong một ngày gần nhất. Đoạn ghi âm này không phải cũ đâu mọi người ạ. Đây là một thông điệp mới từ thầy Minh Tuệ gửi đến những ai đã phỉ báng và cản trở các hành giả chân chính. Trong đoạn ghi âm, thầy Minh Tuệ đã gửi gắm những lời nhắn nhủ chân thành đến thầy Minh Tạng, khuyên thầy nên giữ gìn giới luật trong tu hành,
tuân theo bác quan trai và thực hiện hạnh cư sĩ. Thầy cũng nhấn mạnh rằng nếu ai có duyên gặp thầy Minh Tạng thì nên noi theo thầy trong việc trì giới. Thầy Minh Tuệ bày tỏ mong muốn các vị sư khác sẽ kiên trì trong tu hành, thực hiện bố thí, giữ giới, tu thiền và phát tâm vô thượng. Thầy khuyến khích các sư không bỏ cuộc, không hối tiếc hay ân hận về con đường mình đã chọn. Thầy cũng nhắc nhở rằng con đường tu hành cần phải học theo Đức Thế Tôn, với lòng kiên định và tâm nguyện vững vàng. Thầy muốn nhắc rằng mọi khó khăn đều là thử thách, và vượt qua chúng là cách để tiến gần hơn đến sự giải thoát và giác ngộ. Những ai cản trở hành trình này sẽ phải đối mặt với nghiệp báo nặng nề. Vì thế, việc tu tập cần phải được bảo vệ và tôn trọng, không chỉ bởi người tu hành mà còn bởi những người xung quanh. Hy vọng rằng với duyên lành, thầy Minh Tạng và các vị sư khác sẽ lắng nghe và thấu hiểu những lời dặn dò chân thành từ thầy Minh Tuệ. Những lời khuyên ấy không chỉ là sự chỉ dẫn trên con đường tu tập, mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao, giúp các sư vững vàng bước trên con đường tìm đến giác ngộ. Bạn có hy vọng như vậy không ạ? Nếu có, hãy bình luận số 3 dưới video nhé! Sau khi thầy Minh Tuệ quyết định rời bỏ con đường giảng dạy để tìm kiếm sự ẩn tu, các sư tăng đã phân tán mỗi người một hướng, để lại những vết thương sâu sắc trong lòng các Phật tử và những người theo dõi hành trình của các thầy. Sự chia ly này không chỉ mang đến nỗi tiếc nuối mà còn khiến nhiều người lo lắng về tương lai của tăng đoàn. Dù mỗi vị sư đã tiếp tục con đường tu tập riêng của mình, hình ảnh và ký ức về một cộng đồng đoàn kết vẫn sống mãi trong trái tim những ai đã theo sát và ủng hộ các thầy suốt thời gian qua. Nhiều người vẫn mong mỏi từng ngày, hy vọng rằng một ngày nào đó, các vị sư sẽ có cơ hội tái ngộ, cùng tiếp tục hành trình tu tập đầy ý nghĩa. Thầy Minh Tạng kể lại một khoảnh khắc đầy gian nan mà thầy Minh Tuệ đã vượt qua trong hành trình tu tập của mình. Một câu chuyện đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người nghe. Thầy Minh Tạng mô tả cảnh tượng đó với ánh mắt lấp lánh tự hào và niềm xúc động mãnh liệt. Dù đôi chân thầy Minh Tuệ chảy máu, những giọt máu đã thấm ướt cả con đường mà thầy đã bước qua, nhưng thầy quyết không bỏ cuộc. Thầy Minh Tạng cho biết, việc tiếp tục hành trình hay dừng lại để nghỉ ngơi là hoàn toàn quyền của thầy Minh Tuệ. Và dù có thể dừng lại để chăm sóc vết thương, thầy vẫn kiên cường bước tiếp với lòng quyết tâm sắt đá. Thầy hiểu rằng, con đường tu tập không chỉ là một thử thách về thể xác, mà còn là một thử thách về tinh thần. Việc vượt qua những đau đớn thể chất và khó khăn chính là một phần của hành trình đi đến sự giác ngộ. Câu chuyện về thầy Minh Tuệ đã truyền tải một bài học quý giá về sự kiên nhẫn và lòng can đảm. Trong cuộc sống, dù gặp phải bao nhiêu khó khăn, chúng ta vẫn có thể vượt qua nếu giữ vững niềm tin và quyết tâm. Dù con đường tu tập của các thầy gặp không ít khó khăn và thử thách, tình huynh đệ và tinh thần đoàn kết vẫn là ngọn đuốc dẫn lối, giúp họ vững bước trên hành trình. Cộng đồng Phật tử và những người dõi theo hành trình của các thầy đều cảm nhận được hơi ấm và nguồn động lực từ những cuộc hội ngộ này. Những lần gặp gỡ không chỉ mang đến hình ảnh đẹp mà còn gửi gắm những bài học sâu sắc về tình huynh đệ, sự đoàn kết và lòng kiên định trong cuộc sống. Những cuộc hội ngộ này như làn sóng vỗ về, truyền cảm hứng mạnh mẽ, khuyến khích mọi người giữ vững niềm tin và lòng kiên nhẫn, dù phải đối mặt với bao khó khăn và thử thách. Nỗi băn khoăn về khả năng gặp lại sư Minh Tuệ khiến nhiều Phật tử và những người theo dõi hành trình của thầy cảm thấy trăn trở. Sự vắng bóng của thầy Minh Tuệ để lại trong lòng mọi người một khoảng lặng đầy cảm xúc và suy tư. Trong bối cảnh sư Minh Tuệ đang ẩn tu và các sư tăng khác vẫn tiếp tục hành trình tu tập, cộng đồng Phật tử và những người quan tâm cần phải thực hiện việc theo dõi với sự nghiêm túc và trật tự. Đây không chỉ là cách thể hiện sự tôn trọng đối với hành trình tu tập của các thầy, mà còn là phương cách bảo đảm an toàn và trật tự cho xã hội. Chúng ta cần phải ý thức cao độ và tránh những tình trạng xô đẩy, tụ tập đông người như trước đây. Những hình ảnh đám đông chen chúc không chỉ tạo ra sự hỗn loạn, mà còn đe dọa sức khỏe và sự an toàn của các thầy, cũng như những người tham gia hành trình tu tập. Hành trình tu tập của các thầy đòi hỏi chúng ta phải giữ thái độ nghiêm túc và duy trì trật tự trong mọi tình huống. Việc giữ gìn trật tự và an toàn xã hội
không chỉ là sự thể hiện lòng tôn kính và biết ơn đối với các thầy, mà còn góp phần tạo nên một môi trường bình an và trang nghiêm. Hy vọng rằng trong thời gian sớm nhất, chúng ta sẽ lại được chứng kiến hình ảnh Sư Minh Tuệ và Tăng Đoàn đồng hành trong hành trình khất thực và gieo duyên trên mọi miền đất nước. Bạn có thấy tự hào về điều này không ạ? Nếu có, hãy bình luận số 2 dưới video nhé! Thứ 5. Thầy Minh Trí. Thầy Minh Trí phải là người rất thân thiết với thầy Minh Tuệ. Đến mức trong đám đông, thầy Minh Tuệ mới lo lắng và tìm kiếm thầy Minh Trí như vậy. Sau thầy Minh Tạng, thầy Minh Trí là người được thầy Minh Tuệ đặt trọn niềm tin để trở thành một vị chân tu. Con đường đến với hai chữ chân tu thật gian nan và đầy thử thách. Nhưng giữa bao người theo thầy, thầy Minh Trí vẫn là một sư thầy nổi bật hơn cả. Thầy Minh Trí luôn bên cạnh thầy Minh Tuệ, hoặc đi ngay sau lưng trong hành trình dài đằng đẵng. Thầy Minh Trí là người theo sát thầy Minh Tuệ ngay từ những ngày đầu, chỉ sau thầy Minh Tạng. Dù cư dân mạng gọi thầy Minh Trí là hộ pháp, nhưng thực sự thầy Minh Trí mới chính là người bảo vệ chân chính của thầy Minh Tuệ. Mỗi hành động của thầy Minh Tuệ hay của đám đông đều được thầy Minh Trí dõi theo với ánh mắt đầy sự quan tâm và ngưỡng mộ. Sau khi lạc mất thầy Minh Tuệ, thầy Minh Trí đã lập tức cùng thầy Minh Tạng lên đường tìm kiếm thầy. Thầy Minh Tạng và thầy Minh Trí đã tạo nên một bộ đôi hộ pháp thực sự. Với vẻ ngoài nghiêm trang và rắn rỏi, hai thầy gợi nhớ đến những cao thủ võ công trong Thiếu Lâm Tự. Khi đến địa phận Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, dù đám đông hỗn loạn và đông đúc, thầy Minh Tuệ vẫn được xếp đi sát để bảo vệ và chăm sóc. Thầy Tuệ Minh chính là người thứ ba đến với thầy Minh Tuệ, chỉ sau thầy Minh Tạng và thầy Minh Trí. Những video cũ của thầy sẽ minh chứng rõ ràng điều này. Kể từ khi chỉ có vài sư đi theo thầy, chúng ta đã chứng kiến sự xuất hiện của sư Tuệ Minh. Tiểu sử của thầy Minh Chí, tục danh là Dương Công, sinh ngày 14 tháng 2 năm 1997, thuộc Đinh Sửu, mệnh Thủy, quê quán tại Thái Nguyên. Thầy sinh ra trong một gia đình nông dân bình dị, với bố tên Nhường và mẹ tên là Liên. Trong gia đình có hai anh em trai, thầy là con út, hiện tại vẫn độc thân, chưa lập gia đình. Trước đây, thầy Minh Chí hành nghề tự do, lái xe máy xúc. Hơn 4 năm trước, thầy bắt đầu theo học khóa học về đĩa đệm xương khớp và thuốc nam. Thầy Minh Chí cũng từng xuất gia, quy y Tam Bảo, nhưng chưa thọ giới tỳ kheo, nên chưa đắp y hay ôm bình bát đi khất thực. Khi biết tin thầy Minh Tuệ về quê hương Thái Nguyên, thầy Minh Chí đã theo sát hành trình của thầy Minh Tuệ để làm video cho YouTube và TikTok. Đến Cao Bằng, thầy quyết định xuống tốc, gia nhập vào hành trình gieo duyên cùng thầy Minh Tuệ. Khi trở về Thanh Hóa, thầy đã đắp y. Đúng như câu nói xưa, đi với Phật thì mặc áo cà sa. Dù thầy Minh Chí có vẻ ngoài lạnh lùng và khó gần với ánh mắt đầu tiên, nhưng hành động bảo vệ thầy Minh Tuệ của thầy lại rất ân cần, điềm tĩnh và nhẹ nhàng. Trong cộng đồng mạng, thầy Minh Chí thường được gọi là hộ pháp của thầy Minh Tuệ. Sư Minh Chí là một người dễ gần, nhưng chỉ khi bạn là người chủ động bắt chuyện. Ngoài sư Minh Tuệ và sư Minh Tạng ra, sư Minh Chí ít khi chủ động trò chuyện với ai trong đoàn. Nhìn chung, sư Minh Chí được mọi người xung quanh đánh giá là một người hướng nội, ít nói và sống nội tâm. Dù có phần vụng về, nhưng sư rất chăm chỉ học hỏi. Có một điều ít người biết, sư Minh Chí không phải là công an như những lời đồn đoán trong cộng đồng mạng. Mặc dù sư Minh Chí và sư Chơn Trí có nhiều điểm tương đồng trong cách nhìn nhận và ứng xử, nhưng thực tế sư Chơn Trí, tên thật là Toàn, quê ở Thạch Hà, Hà Tĩnh, đã từng học ngành cảnh sát. Sau 2 năm công tác, sư quyết định xuất ngũ để theo đuổi con đường tu hành. Cả hai sư đều đã từ bỏ cuộc sống bình thường và công việc ổn định để dấn thân vào con đường khổ hạnh giống như sư Minh Tuệ. Sự quyết tâm và ý chí kiên định của các sư thực sự đáng được ngưỡng mộ. Họ đã chọn sống một cuộc đời khác biệt, theo đuổi lý tưởng cao cả. Điều đó càng làm tăng thêm sự tôn kính và cảm phục từ những người xung quanh. Thứ 6. Sư Minh Nhuận. Sư Minh Nhuận mang trong mình một ánh sáng thiện lành và một tâm hồn trong sáng tuyệt vời.
dù không phải là người khéo léo trong giao tiếp. Nhưng từ những ngày đầu tiên, chúng ta đã thấy sự hiện diện chân thành của sư bên cạnh sư Minh Tuệ. Sư luôn thể hiện sự tôn trọng sâu sắc đối với giới luật và thầy Minh Tuệ bằng cách luôn đi chân đất, bất chấp sự khó chịu mà nhiều vị sư khác phải chịu đựng khi đi dép để bảo vệ đôi chân khỏi bị bỏng rát. Nhìn sư một mình lặng lẽ đi tìm thầy, nhiều người không khỏi rưng rưng nước mắt trước nét hiền từ và tấm lòng nhân ái của sư. Mầm cây mà sư Minh Tuệ gieo trồng giờ đây đang vươn lên mạnh mẽ, và tinh thần thiện lành cùng ý chí kiên cường của sư đã chinh phục được lòng tin của nhiều Phật tử, hứa hẹn sẽ tỏa sáng trong tương lai. Sư Minh Duận thường được cộng đồng mạng gọi là chú Tiểu, sinh ra và lớn lên ở An Giang vào năm 1999, năm Kỷ Mão, thuộc mệnh Thổ, cụ thể là thành Đầu Thổ, loại đất rất kiên cố và vững chắc, thường dùng để xây tường thành. Người mệnh Thổ như sư Minh Duận có ý chí kiên định và khả năng thích nghi cao, với tính cách ôn hòa, cẩn thận và chu đáo. Năm nay, sư đã hơn 25 tuổi. Năm 2019, sư bắt đầu con đường tu hành tại một ngôi chùa trên núi Cấm ở An Giang. Sau đó, sư chuyển sang tu theo hệ phái Khất Sĩ và không ngừng tìm kiếm cơ hội để học hỏi và phát triển. Khi biết đến thầy Minh Tuệ, sư Minh Duận đã không ngần ngại bắt xe từ An Giang đến tỉnh Thanh Hóa chỉ để gặp thầy và xin được theo thầy, tiếp tục hành trình tìm kiếm chân lý và sự giác ngộ. Vào ngày 11 tháng 5 năm 2024, sau khi đoàn tăng gia của thầy Minh Tuệ kết thúc, thầy Minh Duận bắt đầu hành trình của mình từ vùng đất hoang vu, xa xôi cách thành phố Hà Tĩnh. Người dân địa phương biết thầy đã đi cùng thầy Minh Tuệ trong đoàn, nên đã tận tình đưa thầy đến nơi của nhóm thầy Kim Cang đang tụ tập tại quán phở ở xã Kỳ Liên, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Tại đây, các anh em huynh đệ giữ giới nghiêm, chỉ ăn bún với nước tương, không dùng đồ mặn. Sau khi tạm dừng ở Kỳ Liên, thầy Minh Duận tiếp tục hành trình một mình, hướng về thành phố Hồ Chí Minh với ý định tiến về An Giang. Tuy nhiên, khi đến cầu Bến Lức, thầy được các anh hộ pháp đưa về núi Sạn ở Khánh Hòa, nơi nhiều sư huynh đệ cũng đang hướng về. Khi hay tin thầy Minh Tuệ đã tiếp tục hành trình ở Gia Lai, thầy Minh Duận nhận được sự trợ duyên từ một Phật tử để lên Gia Lai. Ngày 12 tháng 6, thầy Minh Duận đã có mặt tại Gia Lai và hội ngộ với thầy Minh Tuệ và cha mẹ của thầy. Vào ngày 13 tháng 6, thầy Minh Tuệ tiếp tục cuộc hành trình ẩn tu lần thứ hai. Thầy Minh Duận được sự trợ duyên, quay trở về An Giang và hiện tại vẫn kiên trì tu tập, đi bộ, hành khất thực cùng thầy Chí Hải ở các tỉnh miền Tây. Thầy không ngừng tinh tấn, thể hiện sự kiên nhẫn và quyết tâm trên con đường tu học của mình. Đến đây, thời lượng chương trình đã hết. Nếu bạn thấy video này hay và ý nghĩa, hãy bình luận số 2 nhé. Chúc bạn luôn bình an và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.